trai hay người.
bay trăm mùi phố Phở ông ban lọc như dương tư vô thư nư Thật thoạt lúc nâng thật thoạt mì cổ Phật thật chiếc nâng thật là chiếc chàng lặng Ta cũng phô tư chất lòng sao Nguyên và ta là sợi dàng nào Anh trong lại chiếc chung có đủ cho bác anh Ban kết trả thế này như ai phật con là bác chồng Một thôi mô mà muốn nữ ai phật lý mình chơi chả Ban lọc lại cả hai Phật phật này Ban con cho bác chứng mươi đọc lọc rồi mơ người hạ phần á mà chè dây pha ra
ông không được ấy phạm rồi á. Thì mà đi hả còn mong mà cái ba người kia thì chết ca tới đây lo mà ba dọn về ai chết ca ai chết ca ca tê cái cây tới cái to á con mà thằng ai cháy mày quan hạm nè mong họ ít cháy mày quan hạm nè mà hai tao giờ mà chồng chồng ơi bỏ ớt không thả chống khoa phòng ta bỏ được biết bỏ lên ha dương tức cái sao cha ơi tức sao này dạ ai chết con ăn mà hai hôm mà thằng dương cháy mấy Cái hào chụp cuộc đời
anh phải nông ít chỉ tận này bọn anh cả cao và hãy cả cao và mang thế nào vậy à vậy lại đang đi lo cho thế nào đây à chẳng biết làm được nghe anh đi qua công việc thôi bạn đặt chọn vô số lọ đấy đấy là bạn thấy phụ anh đó kia đây à đã phụ anh đó anh ấy rồi bạn chọn mười một thì mười một đấy bạn chọn vậy ắt chọn anh ắt hiên chiều hồ thì thoát được anh chẳng có thể chọn này chưa được thoát được này kê thử ruộng bán ra được ruộng bán mà thích còn chút này kì ơi anh thì thế thì thế bán đây là thích kê thử tay kì cho ăn thoát mà chơi gọi đi tay này anh chọn không hề sao quý lại chứ học được tao là chọn chướng dù cho tâm tập phụ ấy tập bây đó mà còn ách còn là ná ừ chứ mà ách còn là ná tư ách như mất con tập bây đôi đặc biệt đấy chứ mày thích đâu đấy anh thật ra phải thảo tập má này quỷ thi nó quấn quýt chứ quỷ là chăng quýt ồ còn tay chứ má ấy mà chẳng có nhẹ thế ơi má chẳng biết nhẹ ơi má có chá lắm anh nhìn đi má ơi mà
Việt Nam là ngoài thì mặt phải giao thì à lương phúc nam phẩm mẹ mặt lương phải giao thì má là thế giới thì chắc ăn cháo bằng thêm thì khá không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bà sẽ đi phiêu mê rốt các bác của nhà chúng. Của nhà có gì được thì bỏ. Bà chẳng lắm.